quý anh chị. Ngày hôm nay là bên em rất là vinh dự được bàn giao lô xe 12 xe Xpander Eco đen, và trước mặt anh chị đây là anh Đình Thạch là phụ trách lô xe này. Xin anh Thạch phát biểu chút xíu về cảm nhận lần này Xin chào quý anh chị khán giả nha. Thì hôm nay Thạch cũng rất là vinh hạnh đại diện cho Mitsubishi Trường Chinh bàn giao lô 12 xe Xpander cho đối tác là công ty MB Logistics. Thì thực sự là khi mà đứng ra mình bàn giao một cái dòng xe, đặc biệt đó là một lô xe nữa giá trị rất lớn, thì Thạch cũng rất là vinh dự. Nên trước khi giao cho khách hàng thì bên Thạch cũng phải làm một cái lễ cho chu đáo để tri ân đến khách hàng. Thì mong là qua cái lô xe này thì bên Mitsubishi Trường Chinh sẽ còn nhiều cái sự hợp tác của khách hàng. Thì quý anh chị mà có nhu cầu mua tất cả dòng xe Mitsubishi có thể liên hệ với Thạch tại Mitsubishi Trường Chinh, thì bên Thạch sẽ hỗ trợ hết mình nha. Xin chào quý anh chị. Trước mặt anh chị là lô 12 xe anh chị ha, 12 xe Xpander Eco 2024 màu đen. Nhận diện logo của đối tác là màu xanh, cho nên tụi em làm hết nơ màu xe này màu xanh luôn. Đây là 10 xe và trong showroom 2 xe nữa anh chị. Đây là đối tác rất là thân quen bên em, 3 tháng liên tục mỗi tháng đều lấy bên em một lô xe. Hy vọng là thời gian sắp tới bên em sẽ có những cái lô xe tiếp theo để phục vụ đơn vị Enterprise MP Logistics. Rồi, cảm ơn anh chị rất nhiều Anh chị quan tâm tới xe bán lẻ hoặc là xe lô thì cứ liên hệ bên em nha. Bên em có anh Thạch phụ trách chuyên xe bán lô, sẽ hỗ trợ cho anh chị rất nhiều Cảm ơn anh chị.